hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại trường Trung học Thọ Văn. Huyện Đoàn Tam Nông tổ chức ngày hội đọc sách và hội thi tìm hiểu lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại ngày hội, cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên học sinh đã tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như trưng bày sách, cảm nghĩ sau khi đọc sách. Các loại sách được trưng bày với nhiều thể loại phong phú, đa dạng như sách về Bác Hồ, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về khoa học kỹ thuật và nhiều loại sách, báo, tạp chí, tài liệu khác hiện có tại thư viện nhà trường. Bên cạnh đó, các em học sinh kể các câu chuyện yêu thích của mình khi đọc những cuốn sách hay. Đồng thời các em học sinh đã tái hiện lại nội dung cuốn sách bằng hình thức sân khấu hóa. Đây cũng là dịp để toàn thể giáo viên, học sinh và mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng có dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Thông qua ngày hội đọc sách nhằm góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời giúp cho đoàn viên thanh niên, học sinh học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học. Để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của bản thân. Nhân dịp này, huyện đoàn Tam Nông tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.